2 của trận đơn vị thiếu niên lứa tuổi 14-15 giữa hai vận động viên Yến Hi của Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Quân của Đà Nẵng. Yến Hi ra bóng. Trận đấu đang ở tỷ số 1-0 tại liên của Yến Hi của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu đơn nữ lứa tuổi thiếu niên 14-15 giữa hai vận động viên Yến Hi của Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Quân của Đà Nẵng. Yến Hi ra bóng.